quắt luôn này, nó cắp luôn đấy. Nhưng con này thì cái cá tính của nó thì không mạnh mẽ. Con này cũng đang ngửi đến mùi thức ăn rồi này, ngóc này các bác ạ. Rồi, con này cũng ngửi đến mùi thức ăn, bởi vì rắn nó là thuộc về động vật máu lạnh, nó ngửi đến những mùi máu tanh tanh như kiểu các bác. Nên là ai mà biết hiểu biết về động vật rắn ấy, mà 5 7 ngày em mới cho nó ăn một lần đấy. Cái con rắn này nhá, đến hôm nay nhá, em cho nó một cái con vịt này nó phải rơi khoảng 10 ngày nay rồi đấy. 10 ngày nay rồi đấy nó mới ăn đấy. Đây anh ơi, em cho anh xem cái bình. Anh vừa bảo em là cho xem bình tầm bao nhiêu tiền anh nhỉ? Tầm 3 đến 5 triệu đúng không anh? Đấy. Anh kết bạn em Zalo với cả mọi người, kết bạn em Zalo được không? Để tránh trường hợp em đăng like bị sập link ấy. Anh lấy số điện thoại của em trước đi. Anh nhìn thấy số ở màn hình không ạ? Thêm số 0 đằng trước nữa là đủ số của em đấy. Ok chưa anh? Mọi người ơi, lấy số của em trước đi. Để kết bạn em vào Zalo để không bị mất tín hiệu ấy. Đấy. Ok, lấy được số của em chưa ạ? Ở màn hình, em để ở màn hình đấy, thêm số 0 đằng trước nữa. Đấy. Nó ăn hết rồi. Đấy, nuốt rồi. Giờ cho nó con nữa nó không ăn hết luôn đấy các bác. Của em ấy là vi phạm ấy. Thôi bây giờ để em xem ảnh đã. Các bác hãy kết bạn em Zalo để xem nhá. Đặt nhá, để chọn và em tư vấn cho. Có bình thì 2 triệu rưỡi, có bình thì 3 triệu, có bình thì 5 triệu và có bình triệu 7, tùy theo mọi người đặt để đi biếu đi tặng. Mà hai vợ chồng em sẽ thị dán xem thực tế. Ví dụ như anh đặt con này nhá, em sẽ làm cho nó bành mang ra. Nó đang bành mang ra, anh nhìn thấy cái hình này không? Chụp ảnh lại giúp em. Đến lúc mà anh nhận được hàng là anh mang ra anh so xem đúng cái hình này không? Đấy. Đúng cái hình con rắn này hai vợ chồng em thịt cho anh với mọi người không ạ? Nếu mà chuẩn thì mới nhận hàng nhá. Đến với nhà em là như vậy các bác ạ. Thực tế không có làm sẵn ra đâu. Các bác đặt thì mới làm cho các bác coi nha. Thôi em tập trung đi không nó ra ngoài. Anh kết bạn em Zalo đi. Xong rồi em tư vấn anh ấy. Có sáng nay có mấy anh hỏi em là để trưa anh rảnh anh nghiên cứu. Xong rồi anh chọn lựa mẫu nào thì hai vợ chồng làm cho anh một bình, hai bình anh đi biếu đi tặng. Sau rồi anh cũng thích trưng bày trong nhà nữa đấy, trong mục đích là công việc làm ăn mọi người có thể biếu tặng thì alo em. Anh sẽ xem trên Zalo. Vâng, anh gửi lời cái bạn với em qua Zalo đi. Xong rồi em sẽ chia sẻ cho anh xem. Đấy con này lại có hình như thế này nha. À nó lại rớt. À. Các bác ơi, có con màu lâu nhá, có con màu đen. Có con màu kim, màu ghi gì đó. Vừa nãy em có cho xem, các bác xem con màu đỏ 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 đúng không? Đây, à, nó cắn vào chân em. Nó cắn vào chân em các bác ơi. Để em cho nó một con mồi nha. Anh Long ơi, cho em một con nữa. Cho em một con thức ăn nữa. Cho nó ăn. Cho nó ăn nha. Chật quá anh ơi. Mở cửa chật quá. Đây. Cho nó ăn nha. Nào. Bé la ăn đi. Bé ra ăn đi. Từ để cho nó ngửi ngửi đã nha. Ăn không? Không ăn tao cho con khác đấy. Ăn không? Ăn không? Không tao cho con khác đấy. Các bác này có con nó hốt ấy, nó không dám ăn ấy. Ý là phải người đi khỏi đi, xong rồi nó mới ăn ấy. Em nuôi rắn em biết tính từng con nha. Có con nó cướp ăn luôn. Nhưng có con phải đợi mình đi khỏi nó mới ăn. Có con nhá, rất là hung hăng. Cảm giác là cứ lao ra như muốn cắn người. Thế nhưng mà đến lúc cho ra rồi thì lại rất là điềm đạm, lại không cắn. Đấy, có con thì lừ 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 như nạp phát tớp cắn vào tay em luôn. Mới con này đang ngóc đòi ăn đây này. Mời con ăn không? Tao cho con khác ăn đấy. Mời con ăn không? Ăn không? Tao cho con khác ăn nha. Ái là... Cho nó về chuồng đi, để cho con khác ăn. Mời không ăn, tao cho con khác ăn nha. Bao nhiêu con đang đòi ăn kìa. Cắn có chết không em á? Có chứ. Cắn chết người chứ anh. Rắn độc mà. Về chuồng nhá. Để em bắt bằng tay cho nó về chuồng. Này, ôi con này mà. Chuồng của nó cao quá.
Em cứ phải kiễng chân lên ấy. Chuồng của nó cao quá các bác ạ. Các bác ơi, kết bạn số điện thoại của em ở Zalo. Số Zalo của em ở màn hình nhá. Về chuồng đi. Rồi. Em cho nó về chuồng. Mày về chuồng đi nha. Cho mày nhịn luôn đi. Tao cho con khác ăn. Để em cho con khác ăn nha. Con nào mà đang rất là muốn ăn, rất là thèm ăn đi. Xem nào, mới có ăn không? Ý. Em nhử con này nhá, nó ngửi thấy mùi thức ăn này. Con này này. Có con nó dám ăn luôn ấy, có con nó còn hốt mình đi khỏi nó mới ăn ấy. Em đang nhử nó xem cái độ thèm thuồng của nó. Xem con nào thèm thuồng nhá. Con này ngửi thấy mùi cũng ngóc ra cửa hang luôn này. Để xem cái con nào mà nó kiểu. À con này, con này, con này. Con này ngửi thấy mùi thức ăn nó có vẻ. Đấy 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 đấy. Kiểu gọi là. Đây 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 đây, có mấy đây. Nào. Có mấy đây. Em mở cửa ra nha. Đóng cửa con này lại đã. Tránh trường hợp mình bị quên nó lao ra nó cắn chết. Mấy lần em bị cắn kiểu bẵng quên ấy. Này. Đây 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 đây. Có mấy đây. Anh ơi, con này trên đầu lại có hình khác với con kia này. Mỗi một con rắn nó có một hình khác nhau ấy. Cướp luôn. À, xả tao thôi, xả tao thôi. Em nào đứt mất cái đùi rồi. Nuôi làm thú cưng. Thôi em nào đứt mất một cái đùi giật cướp lại với nó. Mất một chiếc đùi rồi. Tí cho nó ăn nốt. Ra ngoài nha. Định nhử cho nó ra ngoài ăn mà thôi nó cướp luôn rồi. Đi ra ngoài này. Ra ngoài này ăn. Đi ra ngoài này ăn nha. Nó cáu. Nó nuốt luôn rồi, nó hốt em cướp mất mồi của nó nuốt nhồm nhoàn luôn rồi. Dạ. Nó hốt em cướp mất mồi của nó nên là nó. Rồi còn cái đùi này ăn nốt rắn. Ý, ăn nốt rắn rồi. Ngửi 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 ngửi. Bé quá không biết nó có nọt mồm nó không? Bé quá không biết nó có đủ cho cái mồm của nó không ta? Bé quá còn cái đùi. Ê. À, gọi như kiểu gọi mic ạ. Đây, của mày đây. Bé quá mà. Bé quá mà. À, à. Ê. Ê. À, bé quá nó vẫn cướp. Thôi nó cướp luôn cái đùi rồi. Bé quá nó vẫn cướp làm cái đùi luôn hết rồi. Đấy, đùi gà của nó đấy. Thôi nó cướp hết rồi. Giờ em nghĩ là cho nó con nữa vẫn hết đấy. Nó ăn hết 5 con một lúc đấy các bác ạ. Hello rắn nha. Các bác ơi, lấy số điện thoại ở màn hình của em ấy. Để đặt rắn ngâm rượu thịt ăn để hai vợ chồng em thịt làm trực tiếp nhá. Không có sẵn đâu, đặt thì nhà em mới làm ấy. Anh ơi cứ ở trại này từ từ đã, nhớ mà không cho xong thì nghỉ ấy, chiều cho tiếp ấy. Cứ cho một trại đã, nhớ không xong chiều để cho tiếp ấy. Đây này. Cho em một con mồi nữa. Cho nó một con mồi tiếp, không có sẵn ạ. Con rắn này á, trên đầu nó có hình như thế này này. Thì là em bảo mọi người chụp ảnh lại. Chụp ảnh lại. Đến lúc mọi người nhận được bình rượu rắn, mọi người mang ra so cái hình trên đầu của nó này. Trên đầu con này có hình này này. Đấy, trên đầu nó có hình này này. Đó. Thế là mọi người thấy được vợ chồng nhà em uy tín chất lượng ấy. Khi mà thịt rắn một con này này. Và nhận đến nơi, nhận đến hàng. Về nhà nhận được hàng là vẫn là con đó. Vì nó hình. Nó có hình như vậy là mọi người đánh dấu rồi. Dài không? Bỏ tít ra tại đằng kia đấy. Đi về chuồng đi rắn. Ui nó bò này. Nó đi bò kiếm mồi đấy. Giờ em cho nó một con vịt nữa nó cũng ăn hết luôn. Các bác lấy số điện thoại ở màn hình của em. Thêm số 0 nữa là đủ được 10 số nha.
Thêm số 0 nữa là đủ được 10 số. Em cho nó con mồi nữa nhá. Bắt toàn. Cho nó một con mồi nữa. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ôi, để em lấy điện thoại em quay một cái video nhờ, làm thế nào để quay được video ta? Đấy rồi. Các bác đợi em tí nhá. Đợi em một tí. Em sẽ quay video khi mà nó cướp mồi ăn. Đây rồi. Cucu. Nó hốt rồi đấy. Lúc nãy nó nao ra nó ăn, nhưng giờ nó lại như kiểu nó hốt em ấy. Giống như kiểu nó đang hốt em đấy. Em làm nó hốt rồi đấy. Con này á. Đợi em tí nhá. Để em nhử nó ra. Ăn rồi các bác ạ. Nó dám ăn rồi đấy. Hết luôn rồi, nuốt chửng luôn rồi. Con này hả anh? Con này nó phải khoảng tầm độ 3 kg đổ về. Tầm 3 kg. Hello mọi người mới vào nha. Các anh các chị ơi, số điện thoại em để màn hình. Mọi người lấy số điện thoại ở màn hình, thêm số 0 nữa là đủ 10 số để đặt rắn ngâm rượu hai vợ chồng em thịt. Làm trực tiếp nhá. Không có rắn đâu, mọi người đặt thì mới làm. Tầm 2,6 á, hơn đấy anh ạ. Đấy, bây giờ nó mới điên lên, nó mới phè đấy. Thế là nó được ăn hai con mồi rồi. Nó được ăn hai con mồi rồi. Vào chuồng nhá, em cho nó về nhá. Cho nó về chuồng nhá. Chuồng của mày đây này. Thôi ăn hai con rồi về đi. Ăn thế thôi, đi về đi. Mày được ăn hai con rồi, thôi đi về chuồng. Nó không về chuồng các bác ạ. Đi về chuồng. Đi về chuồng đi. Thôi về chuồng. Đấy. Về chuồng rồi. Thôi. Ăn thế thôi. Ở trong chạy rắn này nhà em nhá, có rất nhiều con giờ đang rất là kiểu thèm được ăn. 10 ngày rồi em chưa cho ăn. Ví dụ như con này này. Đấy, đang ngóc ngóc này. Ngóc ngóc phải đòi ăn đấy. Đấy. Hello các bác mới vào. Bên này nó đang nột xác này. Các bác có nhu cầu đặt rắn ngâm rượu thì alo cho em nhá. Số điện thoại em có để ở màn hình các bác nhá. Thêm số 0. Đằng trước nó thì mới đủ được 10 số ấy. Này. Con này đang chuẩn bị để nột xác, nột lớp áo trên người, nhìn nó bẩn bẩn này. Khi nào nó lột xong nó sẽ đen đẹp như con vừa lao ra ăn đấy ạ. Lột xong nó sẽ xinh đẹp như con đó. Em phải đóng cửa lại. Cho chắc nha, cho chặt nha. Rồi. Con trên này thì nột. Con trên này thì nột sang rách tả tơi ra đây này. Đấy. Follow em lại đi. Để em lại chắc là phải xuống để cho rắn ăn tập trung vào công việc đến nơi rồi đấy các bác ơi. Trên tầng cao này nhá. Trên tầng cao này cũng là rắn nhá các bác nhá. Đây. Trên tầng cao vút cũng là rắn luôn đấy. 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 Đây.
Ý, cửa bị đóng sập lại rồi. Này, cửa cứ bị đóng sập lại. Ấy nó phun nọc ấy. Phun nọc, nó phun nọc độc vào em đi. Em phải đóng lại cho cẩn thận. Bên này cũng thế, rắn bị ôi con này nó lột xác nhìn thích đã mắt nào. Coi bên này lột xác nó quay. Các bác follow đâu, em lại rảnh lúc nào vào xem like của em thịt rắn ngâm rượu ấy, em like các bác coi lột xác này. Đấy. Nuôi vậy mình có thu hoạch nọc không em? Không anh ạ, em nuôi rắn bố mẹ cho sinh sản, cho nó đẻ, con bố con mẹ đến mùa giao phối là em cho chúng nó ở chung một chuồng ấy. Nếu mà em lấy nọc của nó sẽ không khỏe mạnh đâu. Mà ai mua à? Có ai mua đâu. Có bên bệnh viện mà người ta lấy lọc độc của rắn để làm huyết thanh thì họ sẽ mua hợp đồng với một trang trại nào đấy. Chứ đâu phải là họ đi mua lung tung đâu anh. Họ đâu có phải là họ đi mua lung tung đâu. Họ sẽ phải hợp đồng với một trang trại, một làng nghề nào đó. Đấy. Bạn quê ở đâu? Em ở Vĩnh Phúc. Làng nghề rắn, em ở làng nghề rắn Vĩnh Phúc ấy. Đấy, nó cứ đóng sập cửa lại. Nổ xác này. Ok. Đi. Những con rắn hổ mang. Đây rồi. Bạn này cứ ngóc ra ngửi cái mùi thức ăn đấy. Bạn ấy ngửi cái mùi thức ăn đấy. Này. Đây, trên đầu con rắn này này có hình này này. Đấy. Bạn ấy ngóc ra để ngửi thấy mùi thức ăn đấy. Vào nha. Tại nhà em có thức ăn ở ngoài này này, mùi nó quen mũi nó rồi, nó được ăn nó quen miệng rồi. Thế là nó ngửi thấy mùi nó cứ thế là nó ngóc ra thôi. Ngóc ra để đợi đến lúc được ăn thôi. Nó ngửi thấy mùi là nó cứ thế không à. Khè. Khó khè. Các bác ạ, à, nó cứ phì như thế. Các bác có sợ không? Các bác có sợ không?